Một nhóm gồm hàng chục thanh thiếu niên tụ tập và mang hung khí, chuẩn bị đi đánh nhau với một nhóm khác, thì bị công an phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang phát hiện bắt giữ. Nhận được tin báo, có nhóm thanh niên đang tụ tập tại một con hẻm ở đường Lê Hồng Phong, cầm hung khí chuẩn bị đi hỗn chiến với nhóm thanh niên ở phường Rạch Sỏi. Công an phường An Hòa, thành phố Rạch Giá đã bố trí lực lượng đến kiểm tra ngay. Qua đó đã vây bắt được 46 đối tượng và thu giữ 27 cây dao, kiếm, rựa, chĩa ba mũi và một thùng chai bom xăng tự chế. Điều đáng nói là trong nhóm này có người đã từng vi phạm và bị xử lý về hành vi mang hung khí đi đánh nhau. Việc kịp thời bắt giữ các đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn đã ngăn chặn những hậu quả xấu mà nhóm này có thể gây ra cho người khác. Hiện vụ việc đang được điều tra.